Kính thưa quý vị và các bạn, người công nhân lao động trong các công ty, xí nghiệp và những người chuẩn bị đi hợp tác lao động ở nước ngoài là lực lượng lao động nòng cốt, trụ cột trong gia đình, chiếm tỷ lệ cao trong xã hội. Họ tạo nên những sản phẩm có giá trị góp phần to lớn vào việc gia tăng kinh tế tỉnh nhà. Suốt một năm lao động hăng say, mùa xuân lại về, với những phần thưởng cuối năm, những lời thăm hỏi ân cần của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể là niềm vui lớn đối với họ. Trong chuyên đề văn hóa xã hội hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mang niềm vui cho những người công nhân lao động. Hàng năm, nhân dịp đầu xuân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phân công các sở ban ngành đoàn thể tổ chức đoàn đi thăm và nắm tình hình hoạt động, tiền thưởng cuối năm cũng như tình hình sức khỏe của những người lao động làm việc trong công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và những người lao động chuẩn bị đi hợp tác lao động ở nước ngoài, đang học tập ở thành phố Hồ Chí Minh chờ chuyến bay. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý, hỗ trợ pháp lý, trợ cấp khó khăn và kết hợp với ngân hàng chính sách, chính quyền địa phương giúp đỡ những người này nếu gặp khó khăn ban đầu để vượt qua và vươn lên trong cuộc sống. Sở Lao động thì là tổ chức đi thăm 20 doanh nghiệp ở trong tỉnh và 3 đến 5 công ty xuất khẩu lao động. Còn cho ban quản lý khu kinh tế thì đi thăm là 20 doanh nghiệp ở trong các khu công nghiệp. Cái mục đích của mình là thăm chúc Tết, động viên họ trong phát triển sản xuất. Nhưng cũng thông qua đó thì mình nắm cái tình hình về tiền lương, tiền thưởng, về mức sống của người lao động, rồi những cái khó khăn vướng mắc của họ để mình có cái hướng hỗ trợ họ trong cái quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương bình quân trong cái năm 2019 này nó nằm trong khoảng từ 3,7 triệu cho đến 6 triệu. Cao nhất là 6 triệu, thấp nhất là 3,7 triệu. Còn nếu tính bình quân thì trên dưới khoảng độ 4,3 triệu, 4,4 triệu. Đó là cái tiền lương bình quân tháng trong năm. 100% trong 20 doanh nghiệp này họ đều có cam kết thưởng Tết và họ đã có kế hoạch. Hầu hết 100% luôn là mức tiền thưởng bằng với lại một tháng lương. Thì ngoài cái tiền thưởng Tết ra thì một số cái đơn vị, một số công ty nó còn có thêm những cái chính sách khác, ví dụ như là quà Tết, ví dụ như là Sasaki thì họ có cái chế độ quà Tết. Ngoài cái thưởng Tết ra thì họ còn hỗ trợ, họ còn tặng quà Tết cho công nhân. Thì như vậy một suất quà trên dưới 250. Những cái rồi ngoài ra thì còn có là tổ chức xe đưa xe rước đối với lại những công nhân mà ở xa. Sở cũng tiếp tục là thực hiện giải pháp hỗ trợ họ trong cái việc là thực hiện và chấp hành cái bộ luật lao động về tất cả mọi cái lĩnh vực, những cái hoạt động trong các cái nội dung trong bộ lao động, ví dụ như tiền lương, tiền thưởng, rồi an toàn vệ sinh lao động, rồi thỏa ước lao động, hợp đồng, nói chung là chúng ta hỗ trợ bằng mọi biện pháp, bằng mọi giải pháp, chúng ta hỗ trợ họ, đặc biệt là cái bồi dưỡng chuyên môn cho cái đội ngũ cán bộ quản lý của họ chuyên ngành về lao động tiền lương. Song song đó thì chúng ta cũng tăng cường kiểm tra, thanh tra lao động khi có phát sinh vấn đề. Và cái quan trọng nhất là cái việc mà đối thoại, hướng dẫn họ, hỗ trợ họ, tổ chức các cái cuộc đối thoại, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người lao động. Nhờ thực hiện tốt chế độ, chính sách pháp luật lao động, tạo điều kiện cho người lao động an tâm làm việc, đồng thời giúp doanh nghiệp tập trung sản xuất, ổn định quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp lao động xảy ra cuối năm như những năm trước. Vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thành lập đoàn đến thăm hỏi công nhân và nắm tình hình thực hiện tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch âm lịch năm 2020. Công ty nhiệt điện Dương Hải ở ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Dương Hải, tỉnh Trà Vinh có tổng số 1.116 lao động, trong đó 92 lao động nữ, 66 lao động là người dân tộc Khmer. Số lao động là người địa phương có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 601 lao động. Năm 2019, công ty đã sản xuất được 15,3 tỷ kWh, tương đương với doanh thu 22.500 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành nộp ngân sách tỉnh với giá trị ước tính đến hết năm 2019 là 864,6 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện nghiêm túc cái việc mà thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, trả thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung thì đã thỏa thuận. Thì công ty cũng đã xây dựng cái phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo điều 103 của Bộ luật Lao động. Thì tiền lương bình quân thực hiện năm 2019 là 9,1 triệu đồng trên người trên một tháng. Thì trong đó có cao nhất là 21,5 triệu đồng người tháng và thấp nhất là 4,6 triệu đồng người tháng, thì người này là người lao động vệ sinh công nghiệp của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sasaki nằm trong khu công nghiệp Long Đức, tổng số 5.577 lao động, được nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày, từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, dự kiến hỗ trợ 100% chi phí về quê ăn Tết đối với công nhân ngoài tỉnh ở xa, tổ chức tiệc tất niên cho công nhân xa quê. Đối với các công ty nước ngoài, cần tôn trọng tập quán ở địa phương để tăng tính đoàn kết. Xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp xóa nghèo bền vững. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro cho người lao động đang làm việc ở nước ngoài và bảo hộ quyền lợi hợp pháp, thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu lao động đến Trà Vinh, tư vấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2020, tỉnh Trà Vinh phấn đấu đưa 900 công nhân lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỉnh Trà Vinh có nhiều chính sách hỗ trợ các khoản chi phí không hoàn lại cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài như phí học nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động, tiền ăn trong thời gian học, chi phí làm thủ tục như lý lịch tư pháp, visa hộ chiếu, khám sức khỏe. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ cho vay tín chấp các khoản chi phí tối đa 150 triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ nguồn ngân sách tỉnh, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ thực hiện. Người lao động còn được hỗ trợ giải quyết rủi ro không may xảy ra trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Đoàn đến thăm những em chuẩn bị đi hợp tác lao động ở nước ngoài đang học tập ở những công ty xuất khẩu lao động ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều em ở nông thôn tỉnh Trà Vinh chăm chỉ học tập đã được phỏng vấn đi Nhật Bản hợp tác lao động đủ các ngành nghề, đang chờ chuyến bay. Được biết ở trung tâm TMS ở đây thì có tạo điều kiện cho các thực tập sinh đi học và làm việc ở Nhật Bản là rất là tốt, và nhân đó thấy điều kiện rất là thuận lợi, và tỉnh Trà Vinh có hỗ trợ về những học viên ở trung tâm này rất là nhiều để tạo điều kiện thuận lợi cho con được học và dễ dàng được đi sang Nhật, nên đăng ký tại đây ở trung tâm TechCamet này để làm việc và bay sang Nhật. Và hôm nay có các cô chú ở đây ở dưới Trà Vinh lên thì để gặp mặt thăm nom tụi con, thì nói chung là tụi con rất là cảm ơn các cô chú đã quan tâm và đã tiếp sức cho tụi con. Trung tâm Dịch vụ Giới thiệu Việc làm Trà Vinh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo xuất khẩu lao động nhằm cung cấp thông tin cho người lao động chọn lựa thị trường phù hợp với khả năng yêu thích của mình. Qua đây cũng tăng cường thông tin tuyên truyền luật lao động đi làm việc ở nước ngoài cho người lao động hiểu rõ. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Trà Vinh có trên 600 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 173% so kế hoạch. Trong đó chủ yếu là thị trường Nhật Bản có 538 người. Hầu hết thu nhập của người lao động ở nước ngoài cao hơn nhiều so với làm việc ở Việt Nam. Đối với lao động phổ thông đi làm việc tại Nhật Bản, thu nhập bình quân khoảng 28 đến 30 triệu đồng một tháng. Nếu có tay nghề hoặc trình độ cao, thu nhập bình quân 37 triệu đồng một tháng. Khi về nước, người lao động có thể làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương cao. Nhiều gia đình có con em đi làm việc ở nước ngoài đã trở về có đời sống nâng lên rõ rệt. Để đánh giá về lao động Trà Vinh thì các đối tác Nhật Bản đều đánh giá là đây là nguồn lao động là lành tính, bậc nhất trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì họ đánh giá lao động Trà Vinh rất là ngoan, hiền và chăm chỉ và rất ít phát sinh. Trong đó thì cái số lao động người đồng bào Khmer này chiếm khoảng 30% số lượng. Thì đây có thể gọi là lực lượng lao động mà được phía Nhật đánh giá cao hơn hẳn. Bởi vì là họ rất chăm chỉ, chịu khó và thường không có phàn nàn về bất cứ về một cái gì về cái điều kiện công việc. Những người công nhân lao động, nhất là lao động phổ thông, chăm chỉ làm việc bằng sức lực tay chân của mình, nhưng những chú ông thợ ngày ngày xây tổ là những người lao động chính trong gia đình và xã hội. Mỗi khi xuân về, có được những phần thưởng, phần quà ăn Tết sum vầy với gia đình là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn, góp phần cho mùa xuân thêm tươi đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề văn hóa xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.